Mộng Thư xin chào khán giả của SBTN. Mộng Thư hiện đang ở tại Paribas tại thành phố Toronto để ghi lại buổi ra mắt phim do Thanh Tâm và Vogue Media tổ chức. Đây là cuốn phim đầu tiên với chủ đề Her Little Rose. Mời quý vị đón xem chương trình chúng tôi sau đây. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2019, ngụ tại 67 Pottery Road, Toronto, Ontario, một địa điểm được dành làm Heritage Site của thành phố Toronto, được chọn làm buổi ra mắt Private Short Film Premiere do Vogue Media tổ chức. Để ra mắt một bộ phim ngắn với chủ đề Her Little Rose, được tạm dịch là Bông Hồng Nhỏ Của Tôi, do cô Thanh Tâm, giám đốc đài SBTN Canada đạo diễn. Đây là sản phẩm đầu tiên của cô và cũng là phim để cô kết thúc tốt nghiệp trường đào tạo phim ảnh Toronto sau 2 năm học. Buổi ra mắt phim thành công vượt bậc với nhiều quan khách và bạn bè cổ vũ cô và chúc mừng cô với hơn 165 người tham dự. Thanh Tâm là một người phụ nữ Việt Nam tại Toronto tốt nghiệp trường phim ảnh Toronto và được trường phim ảnh Toronto đánh giá cao về tài năng. Cô đã được trường phim ảnh Toronto trao giải ưu tú. Sau đây là phần phát biểu của các quan khách tham dự. Mộng Thư xin chào khán giả của đài SBTN. Mộng Thư hiện đang đứng với ông bà tiến sĩ Trương Công Hiếu từ Ottawa. Chào ông bà Trương Công Hiếu. Xin chào cô Mộng Thư. Thưa tiến sĩ nghĩ gì về cái buổi ra mắt phim đầu tay của Thanh Tâm ngày hôm nay? Dạ, chúng tôi rất hân hạnh đến dự buổi trình diễn phim của cô Thanh Tâm. Và chúng tôi rất vui khi thấy thành công dân chúng được khách được mời đông đảo như thế này. Chúng tôi nhận thấy nghĩa là Thanh Tâm được support của rất đông bà con ở Toronto cũng như Ottawa. Người Việt mà thành công là đương nhiên cộng đồng đều support hết. Nhất là một người mà có đã rất nhiều công tác cho cộng đồng Việt Nam. Thì Thanh Tâm là một trong những người mà thật là đã bỏ rất nhiều công và thời giờ để nuôi nắng cái tin tưởng của tương lai của thế hệ trẻ của Việt Nam tại Canada. Chị có thể cho khán thính giả biết tại sao chị có mặt tại buổi ra mắt đầu tay của Thanh Tâm? Chị là một trong những người fan của Thanh Tâm với lại bạn của Thanh Tâm xưa giờ, mà chị biết Thanh Tâm cũng lâu rồi. Năm ngoái có qua thăm Thanh Tâm rồi có thích những cái chương trình của Thanh Tâm làm, luôn ủng hộ Thanh Tâm và biết là Thanh Tâm mới graduate cái phim short film and documentary film school. And then this is her first film, so phim đầu tay của Thanh Tâm và chị với ông xã chị rất là ủng hộ Thanh Tâm cho nên Thanh Tâm mời là đi liền cuốn gói hai vòng đi qua ủng hộ Thanh Tâm. Những người Việt Nam của mình luôn luôn phấn đấu để thành một cái trong một cái lĩnh vực gì đó luôn luôn thành công và đem đến cho cộng đồng Việt Nam của mình những cái nổi tiếng, những cái chị cũng không biết nói sao nhưng mà chị rất hãnh diện về Thanh Tâm. Cho nên là chị chúc Thanh Tâm luôn luôn thành công cho mọi lĩnh vực, từ đài và từ TV và từ phim, everything. Congratulations Thanh Tâm, we love you always. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đó, không phải vì cái quan hệ thân tình với lại Thanh Tâm, mà phải nói đây là một cái sự kiện văn hóa mà đáng để được nhiều người chú ý hơn. Tại vì điều thứ nhất đó là đây là một cái buổi ra mắt một cái phim mà của một người Việt Nam, của một người phụ nữ là như cô Thanh Tâm chẳng hạn, với cái đam mê của mình và với bao nhiêu là nỗ lực cá nhân đều có thể hình thành được một cái tác phẩm đầu tay như vậy. Mình cũng rất là háo hức, không biết là cuốn phim nó như thế nào, nhưng mà mình thấy đó, chưa xem phim nhưng mà cái buổi mà premiere hôm nay đó với tất cả những người khách tham dự, các cả bạn bè thân hữu, những người quý mến Thanh Tâm và những người mà muốn nhìn thấy cái sự kiện một cái tác phẩm đầu tay Thanh Tâm nó như thế nào trong một vài phút nữa đó, với cái sự tiếp đãi rất ân cần và tổ chức rất là chú đáo này, thì mình thấy rằng là đây là một cái sự kiện văn hóa rất là thành công. Phải có một cái lời khen, phải có một cả chục đóa hồng cho Thanh Tâm, vì cá nhân mình biết đó là trong suốt thời gian vừa qua đó Thanh Tâm phải chịu đựng rất là nhiều những cái vớ vẩn, những cái xung khắc linh tinh messy đó từ rất là nhiều nơi, đã cụ thể là từ phía bên Hội Người Việt mà cứ ngày nào cũng mang tên Thanh Tâm ra để mà bêu ríu bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Thì tôi cho rằng là
cái việc mà Thanh Tâm vẫn đứng vững và vẫn được mọi người thương mến, và cái tác phẩm đầu tay của Thanh Tâm nó được mọi người thương mến đến tham dự ngày hôm nay cũng là một câu trả lời cho những cái gì mà những người mà có những cái ác ý nhỏ nhen hoặc là có những cái chủ quan cá nhân đối với là cô Thanh Tâm. Thầy ra chúc cái buổi ra mắt phim Her Little Rose này được thành công, và chúc Thanh Tâm luôn luôn vững vàng và sẽ có nhiều tác phẩm nữa trong tương lai, vì Thanh Tâm sẽ là một, hy vọng Thanh Tâm sẽ là một trong những người đạo diễn phim, một trong những người Vietnamese film producer, một người phụ nữ mà mang lại được một cái gì đó để cho mọi người chú ý đến cái nghệ thuật, cái tiếng, cái ngôn ngữ điện ảnh của công chúng Việt Nam nói riêng và kể cả công chúng Canadian ở đây nói chung. Em có thể cho khán thính giả biết cảm nghĩ của em khi mà em được Thanh Tâm mời đến làm còn ra mắt bộ phim đầu tiên của Thanh Tâm, và đây là một trong những cái chuyện mà rare occasion đã xảy ra. Tông Tô là một người trẻ mà làm một đạo diễn mà ra mắt bộ phim đầu tiên như vậy. Dạ, mình cũng rất hãnh diện được chị Thanh Tâm mời, tại đúng ra cũng ít người trẻ và nhất là phụ nữ thường tham gia mấy cái sinh hoạt về làm phim ảnh và làm nhất là làm đạo diễn, thì cũng là một cái chuyện rất hãnh diện cho người Việt Nam chúng ta. Tại đa số cha mẹ mà khi mà khuyến khích con cái đi học đó thì họ cũng muốn con mình học bác sĩ, kỹ sư, luật sư, cũng không bao giờ ít khi nào mà khuyến khích làm mấy cái chuyện làm phim này. Do đó cũng mừng, hy vọng cô chị Thanh Tâm sẽ là người tiên phong trong cái vấn đề này, rồi inspire nhiều giới trẻ khác để mà tiếp tục vào con đường phim ảnh này. Yeah. Mộng Thu xin chào khán giả của SBTN. Mộng Thu hiện đang đứng với lại giám đốc của SBTN Canada, cô Thanh Tâm. Chào em. Dạ, chào chị Mộng Thu và Thanh Tâm, xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt cho khán thính giả và cũng như cho em, là hôm nay mình có cái buổi ra mắt bộ phim đầu tay của em, và do em đạo diễn và do em viết kịch bản, thì em có thể cho chị biết cái cảm nghĩ của em như thế nào về buổi ngày hôm nay? Rất là nhiều người trong cộng đồng đến mà ủng hộ cho em. Dạ, cảm ơn chị Thu đã hỏi. Cái khoảnh khắc này thì đối với em rất là đặc biệt và em rất là hạnh phúc, là bởi vì cái ý tưởng của em đã ấp ủ lâu rồi nhưng mà bây giờ mới thành hiện thực, và đã có rất là nhiều những cái khó khăn mà em đã phải trải qua, cho nên để có được ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Yeah. Cảm ơn em. Em có thể cho khán giả biết về cái kịch bản này mà tại sao anh lại có cái ý tưởng này? Dạ, thưa chị, cái kịch bản này là để em làm lễ tốt nghiệp cho cái trường của em, ở cái trường điện ảnh, và cái kịch bản gọi tên là Bông Hồng Của Mẹ. Nói về một người phụ nữ bị bệnh đãng trí và có một người con, thì nói về khó khăn của một người phụ nữ được sinh ở đây và lớn lên ở đây và phải chăm sóc cho người mẹ lớn tuổi, và cùng đồng thời cũng phải vừa có công việc, cũng phải vừa có gia đình của cô ấy. Cho nên trong cái kịch bản này thì em nghĩ một phần cũng có cái hình ảnh của em trong đó, tại vì em phải vật lộn với cuộc sống và cũng phải chăm sóc gia đình, rồi đồng thời cũng phải mình cũng phải chăm sóc cho cha mẹ già của mình. Dạ. Rachel? Yes, Mom? Tell Grandma dinner's ready in 10 minutes. And come set the table. She's not in her room. Check again. She was there an hour ago. She's not there. Okay, sweetie. I do not want to tell your father she disappeared again, okay? I have to look for her. Hi, I'm Officer Carter. Is this? Thank you. Thank you. This necklace here you made is great. I made that at school. The teacher said it would be helpful if she ever got lost. Yeah. Well, knowing the name and the address really helps. Sometimes it takes a while to find the family. And, oh yeah, she was talking about something about a girl being lost in Hungary and something about finding a ship. That was me when we were leaving Vietnam.
After my father died from the re-education camp, my mother has Alzheimer's. I figured my grandmother has it too. Well, have a good day. Thank you. Chắc nó đang lạnh và đói lắm. Mình phải cho nó ăn mà cô. Mẹ nó cơm xong rồi, mẹ đang chuẩn đi ngoài. Con lại. What did I miss? Thưa cô, mình vừa rồi mới vừa coi bộ phim là Little Rose của Thanh Tâm. Thì cô nghĩ gì về bộ phim này và cái tình trạng mà cái người mà mẹ là cô Anne có chồng đi học tập cải tạo và phải đi vượt biên, thì sau đó qua được gia đình định cư. Cái trường hợp này giống như trường hợp của cô, thì cô nghĩ gì về bộ phim này và nó giống như cái trường hợp của cô ngoài đời? Thật tình mà nói, giống cái hoàn cảnh của tôi ở ngoài đời thì cũng không hẳn như vậy. Nhưng mà qua cái phim này, đây là một cái phim có thể nói là nó đại diện cho một cái trường hợp của những cái bà mẹ Việt Nam sau 75 gặp rất là nhiều cái khó khăn. Thì cái trường hợp đó tôi thấy, ví dụ như là sau 75 thì cái người đàn bà Việt Nam vừa làm mẹ và vừa làm cha. Và khi mà người chồng ở trong trại cải tạo thì người mẹ bôn ba phải làm gì? Và tôi chợt nghĩ đến một cái hình ảnh rất là lãng mạn, rất là đẹp của cái người chinh phụ ngày xưa mà họ đời chồng đến hóa đá. Thì cái người mẹ sau năm 75 không làm được cái việc đó. Chúng tôi không làm được cái việc đó. Nếu chúng tôi hóa đá thì ai nuôi chồng đang đói trong trại cải tạo? Và ai lo cho con bị đối xử phân biệt ở học đường? Thì cũng may thay, sau đó gia đình vượt biên được, qua định cư ở đất nước nhân đạo Canada. Cái nỗi vui mừng chưa hết thì cái người mẹ Việt Nam lại gặp một cái hoàn cảnh hết sức là trớ trêu. Vì bao nhiêu cái thúc ép, bao nhiêu cái khốn khổ của những ngày qua làm cho họ ở trong một cái tình trạng sức khỏe không được ổn định. Và cái tình trạng sức khỏe không được ổn định đó đó đã gây cái khó khăn cho gia đình, cái người con gái của mình. Cái người con gái thương mẹ thì cái tình thương đó nó bao la và không bao giờ quản ngại cái sự khó khăn. Nhưng mà với cái người chồng ngoại quốc kia, anh ta tại sao lại phải bắt anh ta chịu những cái cay đắng đó? Tại sao anh ta phải chịu một cái khó khăn, cái hoàn cảnh của một cái bà mẹ dần dần mất trí nhớ đó? Cho nên nếu tôi là cái bà mẹ ở trong cái phim đó thì tôi có một cái yêu cầu, tôi chấp nhận cái nhà dưỡng lão và tôi sẽ có một cái điều kiện là con cháu sẽ có những cái thăm viếng và có những cái âu lao định kỳ nào đó đối với người mẹ, để cái nhà dưỡng lão cũng là một cái mái ấm. Anh có thể cho khán giả biết cảm nghĩ của anh sau khi anh coi bộ phim Her Little Rose như thế nào? Rất là hay, rất là xúc động. Tại vì cái bộ phim nói lên được rất nhiều những cái gì đó liên quan đến những người Việt Nam chúng ta khi rời bỏ quê hương đến đây. Dù là một người phụ nữ như ở trong phim hay là một người thanh niên, một người đàn ông, một người chồng hay một người vợ, chúng ta đều có một cái trách nhiệm gần giống như nhau. Người phụ nữ thì lại hơi có nhiều những cái khó khăn hơn về vấn đề sinh con rồi lo cho mẹ già. Người đàn ông cũng vậy, nhưng mà với một cái khía cạnh khác, bộ phim nói đem lại những cái suy nghĩ của phần lớn người Việt Nam đi ra nước ngoài và gặp phải những cái khó khăn. Không phải ai đến đây cũng là sẽ dễ dàng để thành công hoặc là gặp thuận tiện, người nào cũng có cái khó khăn riêng.
Em biết là anh Duy rất là có hiếu với cha mẹ. Và anh Duy ngoài đời anh có phải rất cái trường hợp là anh phải quyết định đưa cha mẹ vào dưỡng lão giống như nhiều người khác mà ở hải ngoại mình phải có những cái quyết định này hay không? Duy cũng giống như rất là nhiều người khác, đó là một cái nỗi lo âu cho mọi người. Không phải mình đưa cha mẹ mình vô trong đó là mình không phải không còn thương cha mẹ mình. Duy biết rằng việc đó, mặc dù là gia đình Duy không phải đi đến cái quyết định đó, cha mẹ sống với con cái đến lúc ra đi thì vẫn ở nhà, nhưng mà cái đó là một cái nỗi lo âu, một cái nỗi băn khoăn cho tất cả mọi người. Nhiều người ở bên ngoài có thể người ta nhìn vào mà người ta nghĩ rằng mình không còn thương cha mẹ mình đem vào trong đó, nhưng mà có nhiều trường hợp đó là một cái giải quyết thích ứng nhất, đúng đắn nhất mà tốt nhất cho tất cả mọi người. Mỗi người một cái hoàn cảnh, chúng ta không có thể nào nhìn mà có thể đánh giá hay là phán xét một cái người khác. Mong xin chào khán thính giả của đài SBTN. Mong Thu hiện đang đứng với producer của phim Her Little Rose, Shan. Hi, how are you? Good, how are you? Can you tell us what motivates you to produce this film? Well, I went to school with Tam, and when she came to me with the story, it was like I have a really complicated relationship with my mom, so like it kind of resonated with me, so I was like, all right, yeah, let's get this done. So yeah. What kind of obstacle you have to overcome? What kind of achievement have you made? Well, we didn't initially get greenlit through the school, so we had to convince them that we had all of our ducks in a row, that we knew what we were doing and that we were passionate about making this project and that we were going to do it with or without them. So once we presented it to our student coordinator, we impressed him, and he gave us the go-ahead. We got it done. What's your impression of the movie? How do you get it kickstart? I was asked from Miko to work on this project. I found it very interesting. I read the script and I thought it has a lot of potentials. So I was really excited to work on this project, and I think it turned out very well. Chị phải làm thế nào để có thể nhập vô cái vai làm người mẹ bị mất trí nhớ như vậy, và làm sao mà chị có thể cho khán giả biết làm sao mà chị nhập vai được? Mình thì cũng đi tới một vài nhà dưỡng lão, mình cũng đi thăm mấy người quen mà họ đã bị một phần bị Alzheimer, rồi mình cũng có vài người quen Tây thì mình cũng đi thăm mấy chỗ đó thì mình học. Chị nghĩ sao khi mà chị đóng cái vai này? Mình thì mình cũng muốn là sống chung với lại con cái, nhưng mà bây giờ thời buổi này mình không muốn làm phiền mấy con cái, tại họ cũng có đời sống riêng. Nếu mà mình theo đời sống mới thì mình vô trong nhà dưỡng lão thì có bạn bè ở trong đó, rồi lâu lâu con cái tới thăm thì mình thích hơn. Thì trong tương lai em có những cái chương trình gì, có những dự định gì? Dạ, thực sự mà nói thì em chưa có thành công. Em chỉ có học xong cái khóa điện ảnh của em thôi. Và trong tương lai thì em dự định là sẽ làm thêm nhiều phim ngắn. Và 5 năm, cái mục đích của em là 5 năm phải có một cái phim feature film, là cái phim dài đó. Và em sẽ làm nhiều cái phim, em sẽ produce, sản xuất nhiều cái phim hoạt hình về lịch sử của Việt Nam. Dạ. Mộng Thu hôm nay rất hân hạnh được giới thiệu đến vị bộ phim đầu tay do Vô Media Present. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mộng Thu, chương trình tại thành phố Tông Tô.